Vấn này á, đến cái lúc mà con người cái sự tu tập nó giảm rồi, rồi con người bây giờ chỉ biết lo vật chất kim tiền, nhưng mà người ta không nghĩ đến cái đạo đức. Hồi hồi thời nghèo á thì đạo đức cao, mà cái hồi giàu rồi cái đạo đức nó giảm, nó lạ vậy đó. Tại sao biết không? Tại cái thời mà cái thời nghèo khổ thì con người người ta sống bằng cái tình, còn khi người mà nhiều của quá ta sống bằng cái gì? Sống bằng tiền. Người ta nhìn nhau bằng cái ăn mặc. Có nhiều khi á, cái người đó tốt xấu không biết, thấy người nào ăn mặc người ta đánh giá người ta. Cho nên quý vị nhớ là gần đây đó, giống như người ở hải ngoại mình đó, bây giờ mình ở đây riết á, tự nhiên mình ăn mặc cũng bình thường, trừ khi nào mình đi tiệc tùng gì dữ lắm mình mới ăn mặc một cái bộ đồ cho nó có vẻ nó sang trọng. Chứ còn thậm chí bây giờ mình đi chơi, đi travel, nhiều khi bộ đồ mình nó cũng xề xòa lắm. Mà cái người bên phía Á Đông á, thì ta sống theo kiểu kia quen rồi, hễ đi chơi là phải mặc đồ cho xịn cho nên mà hễ người nào mặc đồ mà thường thường vô, nó đánh giá bằng cách là nó không dòm. Hôm trước Pháp Hòa đi, hai cô chú đó mặc cái quần sọt bình thường vậy đó, nó mặc đồ thường vậy thôi, vô tiệm cái là ông hỏi máy chụp hình này nhiêu, cái ông đứng bán á, ông nói đừng có hỏi, tôi nghĩ anh mua không nổi đâu, nói vậy đó. Thì cái người kia mới nói á, anh làm ăn mà anh khinh người như vậy á là anh không có làm ăn được, anh đừng có nhìn người ta qua một bộ đồ mà người ta anh đánh giá, phải không? Thà nữa nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, cái hồi xưa các vị hay dùng cái từ là thượng nguân với hạ nguân đó, là để nói đến cái chu kỳ, cái thời gian mà con người sống, cái đạo đức nó, cái tình thương, cái đạo đức nó giảm đi. Và các vị hay dùng cái từ như vậy, thời mạt pháp tà cao hơn chánh. Mạt pháp là gì? Theo quan niệm là trong Phật pháp á, Phật pháp nó có ba thời kỳ, một là chánh pháp, hai là tượng pháp, ba là mạt pháp. Chánh pháp á, là cái thời kỳ thiền định kiên cố, nghĩa là con người sống ai cũng biết tu tập, và người ta chỉ cần tu tập là người ta có sự thành tựu lớn. Tại sao? Tại vì cái thời đó thiện tri thức rất là nhiều, đặc biệt là Đức Phật cận bên, có gì thì người ta hỏi nó dễ, phải không? Mà hơn nữa đó, khi mà mình tu tập á, mà mình giảm đi những cái không liên quan đến sự tu tập, lúc nào nó cũng hay hơn. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình muốn học bài mà bây giờ ở tivi kế bên, internet mở kế bên, học thuộc không? Thấy ngồi thì cũng học đó, nhưng mà cái sự chú tâm nó không thể nào mà 100% được. Mà bây giờ mấy đứa nhỏ nó học bài mà trong tay nó đeo cái headphone nghe nhạc, tivi thì mở, tay thì nghe nhạc, phone đó check nhắn tin liên tục, làm sao nó đủ cái focus được? Nội cái ăn cơm thôi mà bây giờ cũng không còn ăn cơm một cách nghĩa là chú tâm nữa. Hồi xưa là gia đình ngồi ăn cơm với nhau, nhìn mặt với nhau nói chuyện, giờ ăn cơm nhưng không nhìn mặt, nhìn phone đúng không ạ? Nhiều khi nó thấy một bữa cơm ngon quá, cầm phone nó chụp cái kịch, xong nó quăng lên Facebook liền, 2 phút sau coi nó có ai nhắn gửi gì không. Rồi thí dụ như người nào mà người ta phone, người ta nhắn vô, ta nói ngon quá he kể là mình nó thấy vậy rồi thì nó phải trả lời liền, nó ăn không lát ghé nghĩa là ăn cơm với người đang hiện thực nhưng mà không có nói chuyện với người trước mặt, nói chuyện với người ở đâu á. Thành thử ra mình mới thấy rõ ràng là cái sự chú tâm nó bắt đầu nó giảm rồi. Bây giờ á, con cái mình nhiều khi nó nói chuyện với mình mà nó không có nhìn mặt, và cái câu chuyện nó không trọn vẹn là vì sao? Nó bận nhắn tin với bạn đó, nó trả lời mình nhưng mà cái tâm nó không hết lòng hết dạ ở trong câu nói đó. Thật ra mình mới biết rõ ràng là cái gì mà nó tăng trưởng thì nhất định nó sẽ bị chi phối. Cho nên cuộc sống mà mình lo cái đó nhiều quá, ở đây đạo Phật không có chỉ cho mình là đừng có mấy cái đó, không phải. Nhưng mà chúng ta thiếu đi cái chánh niệm, cái tư duy để chúng ta biết rằng lúc nào sử dụng nó, lúc nào cất nó qua bên và lúc nào không cần. Mình không làm được cái đó. Mà chính mình không làm được cho nên nó mở suốt 24 trên 54, mà cái gì nó mở riết nó mau hư. Không, thỉnh thoảng phải on rồi thỉnh thoảng phải off chứ. Thỉnh thoảng giống như cái microphone vậy, mình không tắt nó hẳn,
nhưng mình không mở nó on mà mình mute nó, thì nó sẽ ở một cái mức trung bình. Cho nên khi mà cái điện thoại nó hết thì mình chạc, khi nó đầy thì mình lấy ra. Đạo Phật không có chỉ cho mình cái cách sống là không có biểu là mình từ giả hết mấy cái đó, không phải. Rồi có nhiều người hiểu lầm rồi nói Đạo Phật dạy cho con người coi như là không có tiến bộ. Nhưng mà Đạo Phật á, thì hướng dẫn cho chúng ta biết quân bình trong cuộc sống. Cho nên tại sao có thượng nguyên, có trung nguyên, có hạ nguyên, là để nói đến một mỗi cái chu kỳ của cuộc sống này. Và nếu con người mình không có nhận chân được cái đó đó, bất cứ thời kỳ nào dù thượng nguyên anh cũng phải giữ cái mức trung bình, dù trung nguyên thì anh cũng giữ trung bình, mà dù hạ nguyên thì tâm anh cũng trung bình. Thì nguyên nào cũng được hết, nhưng mà tâm anh ở cái trung bình. Ví dụ hôm nào mình ăn cơm thiệt ngon, ăn vừa no cái nó khỏe, mà bữa nào ngon quá cái ăn gì, ăn lố cái ăn lát phát ách, ăn mệt muốn chết. Thấy không? Tại vì sao? Tại mình dễ dàng bị chi phối bởi cái ngon. Rồi hôm nào mà ăn mà ngã ngớn ăn không ấy là biết rồi đó, nghe sao biết không? Dở quá. Thật ra mình, chúng ta là hãy cái gì ngon là chúng ta quá lố, mà cái gì dở là chúng ta bỏ, chúng ta không ấy. Nhưng mà cái thực tập của chúng ta là ngon, trung bình hay dở, mình ăn vừa chừng bữa ăn của mình là nó khỏe. Mình giữ được cái tâm đó. Thí dụ mình thấy người nào mà sang trọng giàu có cái mình tiếp đãi khác, mình thấy người nào lè phè cái mình tiếp đãi khác, tâm mình phân biệt. Mấy cái tâm mình phân biệt là thế nào mình cũng sẽ bị phê phán, người đó chỉ ngó người giàu thôi, chơi với người giàu thôi, còn cỡ như mình là làm gì có cửa. Mình bị người khác phê là bởi vì chúng ta không giữ được cái tâm trung bình của mình. Vì vậy mà một trong những cái cách giữ trung bình đó, đó là lý do tại sao khi Phật tử về chùa, trong Phật giáo Việt Nam đặc biệt là chúng ta ngồi ở dưới đất. Là bởi vì sao? Anh giàu có, anh như thế nào, bình đẳng với nhau hết là ngồi dưới đất. Trừ trường hợp người nào có bệnh, chân yếu vân vân, thì các vị đó ngồi ở một cái chỗ do cái bệnh, do bệnh duyên, do cái hoàn cảnh cơ thể. Chứ còn nếu bình đẳng thì các vị ngồi dưới đất hết. Ví dụ vậy đó. Rồi tại sao mình phải chế ra cái áo tràng để cho mọi người mặc? Anh mặc áo tím, áo xanh, áo vàng, áo đỏ, áo rách, áo gì cũng biết, nhưng mà khi vô tới chùa rồi thì mọi người cùng một cái áo tràng với nhau để giảm đi cái tâm phân biệt. Mà thông thường Phật tử đi chùa, cơ thể mình, trên người mình hay là quần áo mình mặc đơn giản để chi? Để lúc ngồi rảnh với nhau khỏi cần xòe khoe gì hết, và không cần phải định nghĩa hôm nay chị đẹp quá, anh sang quá. Đi chùa là mình đơn giản. Mà hãy mình vô khóa tu rồi thì tất cả lại nó càng đơn giản hơn nữa. Vậy thì tại sao chúng ta tụng thời kinh trong cái lễ này? Thật ra hạ nguyên nó không nằm trong Phật giáo. Cái lễ rằm tháng 10 này nó không phải là một cái lễ gì của Phật giáo hết. Nhưng mà quý vị nhớ là Đạo Phật á, là biết ứng dụng mọi pháp để biến cái pháp đó thành Phật pháp. Thật ra mượn cái rằm tháng 10 này cúng ở trong chùa, và nhờ đại chúng đi chùa tụng thời kinh ngang bài pháp để làm chi? Hạ nguyên rồi. Sáng nay Pháp Hòa thấy nhiều người cũng hạ nguyên lắm. Tại vì sao? Tại vì mình biết rằng ở cái độ tuổi mình tới một lúc nào rồi là mình muốn gượng gượng không nổi. Muốn gượng lắm, muốn tiếng lắm mà tiếng hết nổi rồi. Lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi, nói nhỏ nhỏ như mình: tâm hồn ta còn trẻ lắm Xuân ơi. Mình nói với mình là mình còn mình muốn trẻ mình, nhưng mà cuộc sống sự thật là ở một cái tuổi đó rồi tự nhiên con người hết sức. Hồi xưa là mình có thể ngủ bất cứ lúc nào mà ngủ rất nhiều, tự nhiên đến một cái độ tuổi nào rồi ngủ ngày nhiêu 3 tiếng 4 tiếng là hức, chứ không còn ngủ nhiều như hồi mình còn trẻ nữa. Và thậm chí tự